Upright Titan Smith Command, cậu hãy tỉnh lại đi. Cậu không nhớ, trước đây chúng ta từng là anh em mà. Chúng ta sống chết có nhau. Thậm chí, chúng ta từng cua chung một cô gái, rồi nhường cô ấy cho nhau nữa mà. Cái gì chứ? Lũ khổ kiếp đây. Các ngươi làm cho đầu ta khó chịu quá. Những chuyện quá khứ đó, ta không muốn nhớ tới. Ta chỉ biết hiện tại mà thôi. Ta sẽ giết hết các ngươi, hút buồn năng lượng của các ngươi, để ta trở thành ba chủ. Không, không. Dừng lại đi, Upright Speakerman. Ngươi quên con cháu của ngươi rồi à. Kể từ khi ngươi mất tích, bọn ta đã cưu mang bọn chúng, bảo vệ bọn chúng, che chở bọn chúng. Nếu bọn chúng biết ngươi giết bọn ta, thì bọn chúng sẽ căm hận ngươi, mãi mãi không bao giờ tha thứ cho ngươi. Cái gì? Con cháu của ta? Không, không. Đầu của ta đau quá, đau quá. Ta không muốn như vậy. Này, Upright Speakerman, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Tại sao ngươi không giết bọn chúng để ta hấp thụ linh hồn chứ? Sao ngươi lại chần chừ thế kia? Bộ ngươi quên ngươi đã hứa với ta chuyện gì à? Hả? Là ngài à? Sao ngài lại tới đây chứ? Kẻ nào vậy? Sao trông hắn u ám kinh dị thế? Lũ chết tiệt này đã bị hạ gục rồi. Sao ngươi không giết bọn chúng luôn? Lũ khốn, để ta nói cho các ngươi biết, ta là ai? Ta là Titan, ác quỷ, Devil Man. À, cái gì? Là tên khốn kiếp này để không chế Upright Speaker Man. Chết tiệt, mau đứng dậy giết chết hắn. Lũ khốn kiếp, mạng của các ngươi lo chưa xong mà đòi giết ta. Mau ra tay với bọn chúng đi, Upright Speaker Man. À, không, không. Bọn chúng từng là người thân, đồng đội của tôi. Tôi không thể. Cái gì? Ngươi quên chuyện năm xưa rồi à? Lúc đó ngươi khao khát trở thành Upright Titan Speaker Man để đi khắp nơi tìm kiếm kim loại ngoài hành tinh, nhưng không thấy, thậm chí bị kẻ xấu tiêu diệt. Ngươi thập tử nhất sinh. Cũng may ta xuất hiện kịp thôi. Ta đã dùng ma thuật của ta làm cho cơ thể của ngươi được nâng cấp một cách toàn diện và trở nên mạnh mẽ. Ngươi đã hứa với ta là bán linh hồn của ngươi cho ta, sẵn sàng làm những gì ta muốn. Không, không. Ta đã giết rất nhiều kẻ để ngươi bắt linh hồn, còn chưa đủ hay sao? Còn đây là những đồng đội, người thân của ta. Ta không thể ra tay. Không, không. Cái gì? Ngươi dám phản bội ta à? Vậy được, ta sẽ lấy lại tất cả những gì ta đã ban cho ngươi, để ngươi trở thành một tên Speaker Man xác chết vô dụng. Không, không, ngươi không có quyền làm như thế. Ta đã làm theo những gì đã hứa với ngươi, vậy là đã quá đủ rồi. Bây giờ ngươi không được đụng tới đồng đội của ta, ngươi không được đụng tới bản thân của ta. Chết tiệt, chết tiệt. Upright Speaker Man, ngươi dám tấn công cả ta. Ngươi hãy đợi đây, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận cả đời. Upright Speaker Man, cậu cảm ơn mọi người đã kéo tôi ra vũng lầy này. Được rồi, nhanh chóng chúng ta rời khỏi đây, quay trở về lãnh địa của chúng ta thôi. Giết bọn chúng, ăn thịt bọn chúng, hụt hết linh hồn của bọn chúng. Chúng ta đói quá. Chủ nhân ơi, chúng tôi đói quá. Các ngươi cắn mồm hết đi. Khốn kiếp, tên Upright Speaker Man to gan dám phản bội ta. Còn cái lũ tai tình đó nữa, ta sẽ khiến cho bọn chúng sống không bằng chết. Được rồi, lũ thuộc hạ của ta, các ngươi hãy lên trên trần gian, xé xác hết lũ con cháu của bọn tai tình đó cho ta. Vâng, tuân lệnh chúa ta. Chào tạm biệt tất cả các tai tình nha. Tôi quay về chiều không gian của mình đây. Hẹn một ngày nào đó chúng ta lại tương phùng. Hả? Thì ra trên đời này còn có tồn tại tai tình vô mình hay sao? Thật đáng tiếc, cô ấy không thuộc về thế giới chúng ta mà thuộc về một chiều không gian khác. Này, Upright Speaker Man, cậu đã tỉnh táo hoàn toàn chưa vậy? Còn cái tên
Titan Devilman nữa. Hắn có quay lại hay không? Các cậu cứ yên tâm đi. Lúc chiến đấu với hắn, tôi vô tình được hắn giải khống chế. Và bây giờ tất cả chúng ta đều ở chung một lãnh địa, chắc có lẽ hắn không dám manh động đâu. Tôi hy vọng là như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Chúng ta đã chọc giận thứ chết tiệt bí ẩn đó, thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta chuyện này dễ dàng đâu. Cậu đừng có sợ, nếu có chuyện đó xảy ra thì tất cả chúng ta hợp lực chắc chắn sẽ đánh bại được thứ khốn kiếp đó. Cấp báo, cấp báo! Thưa thủ lĩnh, có chuyện không hay rồi. Hả? Là thuộc hạ của tôi đầu máy quay phim này, có chuyện gì vậy? Từ dưới đất nó chui lên như con quái vật đầu lâu cánh gì, bọn chúng đã phun thuốc độc giết chết rất nhiều thành viên trong tổ chức của chúng ta. Tài tình đèn xanh đèn đỏ và tài tình radio ngăn cản bọn chúng cũng đã bị bọn chúng giết hại. Bây giờ bọn chúng đang quậy phá lãnh địa của chúng ta. Người nói cái gì? Có thứ lạ mặt dám xâm phạm vào lãnh địa của chúng ta. Tài tình đèn xanh đèn đỏ, tài tình radio man đã bị bọn chúng hạ gục. Vậy còn con cháu của ta, loài speaker man thì như thế nào rồi? Bọn họ cùng với những loài khác ngăn cản bọn chúng nhưng không được, kết quả đã bị chết sạch. Chết tiệt! Được rồi, không thể đứng ở đây chần chờ được nữa, nhanh chóng quay trở lại lãnh địa của chúng ta xử lý bọn chúng nào. Chết hết đi, bọn ta sẽ hút hết linh hồn của các ngươi. Lũ khốn kiếp dám chọc giận chúa tể địa ngục của bọn ta. Đập kia là lũ khốn kiếp đó. Thì ra bọn chúng là lũ quái vật bồn cầu xương sọ. Chết tiệt, tiến lên hủy diệt sạch sẽ bọn chúng nào. Chết tiệt, lũ quái vật khốn kiếp này ở đâu tới đây vậy? Tại sao bọn chúng lại giết hại đồng loại của chúng ta chứ? Bọn ta không thù không oán gì bọn chúng, tại sao bọn chúng lại làm chuyện độc ác như vậy? Không cần phải nói nhiều với bọn chúng đâu, Upgrade Cameraman và Upgrade TV Man. Mau ra tay hủy diệt bọn chúng trước đi, rồi từ từ tính tiếp. Giết bọn chúng, bắt sạch linh hồn của bọn chúng đi. Chúc cơn thịnh nộ của tài tình chúa tể địa ngục lên người của bọn chúng. Không lẽ cái lũ quái vật bồn cầu đầu lâu kinh dị này là thuộc hạ của tên Titan Devilman đó? Chết tiệt. Vậy thì chúng ta hãy nhanh tay giết hết bọn chúng để bảo toàn lực lượng đi. Khốn kiếp, tôi sẽ nghiền nát bọn chúng thành 100 mảnh. Bình tĩnh nào, Uprise Mikamin. Đồng đội của chúng ta, xem thử ai còn sống hay không. Titan đèn xanh đèn đỏ, Titan radio đằng kia kìa, mau tới đó hỏi thăm họ thử xem. Được rồi, đây, hai cậu có sao không? Hãy trả lời chúng tôi biết đi. Đây, chết tiệt, sao bọn họ không cử động gì hết vậy? Khốn kiếp, không lẽ họ đã bị bọn chúng giết chết? Tất cả con cháu của chúng ta đều đã bị giết sạch. Không, tôi không để im chuyện này đâu. Tại tận đi phục men, tôi sẽ tìm tới hang ổ của hắn, giết chết hắn. Còn ta ở đây Spiderman, hắn ở dưới địa ngục, làm sao chúng ta có thể đi xuống được? Được, thế giới địa ngục của hắn nằm dưới đây có một ngọn núi lửa, tôi biết chỗ đó, theo tôi nào. Cầu đầu lâu bị chúng ta diệt sạch rồi. Khổ kiếp, sao không thấy tên chết tiệt tài tật Devilman đâu chứ? Thật là bất ngờ, các người to gan dám xuống lãnh địa của ta làm lỡ à? chết
sao người hả? To gấp mấy lần chúng ta vậy? Rõ ràng lúc trước hắn cơ thể còn nhỏ hơn cả cậu nữa, Upright Speakerman. Đúng là một lũ ngu ngốc. Các ngươi quên rằng đây là thế giới địa ngục của ta. Ta hút linh hồn âm khí ở đây thì nơi này ban cho ta sức mạnh vô cùng to lớn. Cơ thể ta sẽ bự gấp mấy lần các ngươi. Còn lũ khốn kiếp các ngươi xuống đây chỉ là một cọng cỏ con kiến đối với ta mà thôi. Không phải nói nhiều với hắn, mà mặc kệ hắn mạnh như thế nào, chúng ta cùng hợp sức tiêu diệt cái thứ khốn kiếp này, bảo thù cho đông lợi thuộc hạ chúng ta. Lũ khốn kiếp này, các ngươi 3-1 à, ta không sợ đâu. Thiệt ra tên tai tành TV Man này chỉ là một kẻ dùng ma thuật và mua hàng kế bản. Còn chiến đấu, hắn không phải là đối thủ của chúng ta.